VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Của Underdog. Phải chúc cho quý vị có một bữa tối thật là ngon. Bài nhạc hôm nay anh viết trong 20 phút nhưng top trending không ai để đón. 7 vòng vừa rồi cũng đủ để cảm tên là yêu tôi cần của nhóm. Bước vào show, anh không đến đây để tranh ngay. Thứ anh mong là trong một trang này có được thêm những sự thoải mái. Tất cả những gì anh trải qua diễn ra bên ngoài, đây là thứ anh muốn khi hết trong có được số điện thoại 30 anh trai. Anh luôn tôn trọng bản thân, tôn trọng sứ mệnh khi mà xưa nay đam nhận. Chẳng muốn phải làm căng, lo mà làm ăn. Vẫn anh theo xã hội nhưng sống theo bản năng. Tìm cái đầu lạnh ở như tảng băng. Rớt cho vài lần để rơi tóc trong ngàn cân. Nên chẳng lo gặp thử thách vì thử thách đến với anh. Những người bản thân, yeah và care. Thì vẫn là captain boy, chỉ là hoàn thiện hơn mà thôi. Lỡ được như thế này, phải chịu nhiều trận đòn rồi. Để biết mình bé nhỏ, bằng một đá cát. Nhưng nếu đủ lớn thì cát sẽ có ngày hóa thành a kim tự tháp. Okay, it's alright. Anh không đợi anh không đợi thành minh. Còn làm việc của mình và giờ hành trình. Tan ca đi karaoke với. Hello. Anh xin. Mỗi khi lên show là phải thật tự tin. Họ tưởng là khi biết tới anh là wow, wow, wow. Đặc biệt trên anh tin. Nhà đầu tư ai cũng đều đi tìm anh. Cả không ăn muối thì họ gọi là ca gần những muối biển đâu đủ man và con ca đã thành tin. Vừa con ca đã thành tin, 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 tin. Và tài khoản của anh. Mùi khét nghi ngút ở đầu đây. Hay giờ show của anh nó bị cháy. Thiêu đốt cả một đêm chung kết mà 50% còn chưa dùng đầy. Cái giờ mấy tí hít ở đây. Làm nhau và bàn bạc cả ngày. Chẳng muốn chìm trong giấc ngủ say. Chỉ muốn nói lời cảm ơn vì đã cho con được thế. Rằng cap, tôi vẫn là captain boy. Chỉ là hoàn thiện hơn mà thôi. Lỡ được như thế này, phải chịu nhiều trận đòn roi. Để biết mình bé nhỏ bằng một đạt cát. Nhưng nếu đủ lớn thì cát sẽ có ngày hóa thành a kim tự tháp. Yeah, và cap, tôi vẫn là captain boy. Chỉ là hoàn thiện hơn mà thôi. Lỡ được như thế này, phải chịu nhiều trận đòn roi. Để biết mình bé nhỏ bằng một đạt cát. Nếu đủ lớn thì ca sẽ có ngày hóa thành.
Concert 2024 chính thức bán vé ngày 21 tháng 8 tại ticket.vshop.vn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Anh Trai C2. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ gặp gỡ một chàng trai rất là tài năng. Đây là một trong những nhân tố cực kỳ bất ngờ với khán giả của truyền hình. Bởi vì trước khi đến với cuộc thi thì bạn hầu như là chỉ được biết đến với một vai trò mà thôi. Và dường như bạn cũng không có được nhiều những cái lợi thế về tên tuổi, về fan so với những bạn còn lại. Thế nhưng cái trái tim làm việc rất là chân thành nè, cực kỳ tài năng, được anh em yêu thương, tín nhiệm và cực kỳ trách nhiệm trong bất cứ một cái bài thi nào của mình. Và thưa quý vị, người mà Trân Thành đang nói đến không ai khác hơn đó là Captain Boy. What's up everybody? Hôm nay em có một bộ trang phục rất là ấn tượng nha. Thật ra thì em cũng rất là cảm ơn bạn stylist ạ, vì đã giúp cho em hôm nay có một bộ trang phục chiến binh ạ. Đúng nghĩa là chiến binh luôn. Cái từ này rất là hợp với em, tại vì thật ra em bước vào đây là bằng có một con số 0. Khán giả chưa ai biết nhiều đến mình, nhưng mà bằng tài năng của em, bằng sự chân thành của em, bằng cái nhiệt huyết của em, ngày hôm nay em chinh phục tất cả mọi người. Và hầu như là trên mọi diễn đàn mọi người đều yêu thương bàn về Captain và tài năng của anh ta, đúng không ạ? Và ngày hôm nay tặng em thêm món quà nữa, mẹ đã đến ủng hộ cho em. Chào chị. Vâng, xin chào Trấn Thành. Hôm nay lại gặp chị nữa rồi. Xin chào các bạn khán giả, xin chào chương trình ạ. Dạ. Bản thân tôi thì hôm nay rất là xúc động, đúng như là Trấn Thành nói. Khi mà con bước vào cuộc thi đúng là con số 0 ạ. Thế nhưng mà có một cái điều rất là may mắn là con được tham gia một sân chơi rất là lớn á, rất là đẳng cấp. Hôm nay đã là chung kết rồi, chắc chắn khi khép lại chương trình này sẽ gây niềm thương nỗi nhớ cho tôi cũng như rất nhiều khán giả. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn chương trình, xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã luôn yêu thương một bé Captain mới 21 tuổi nhưng đã được học tập, được lớn, được trưởng thành tại một sân khấu như thế này. Và hy vọng với niềm yêu thương của tất cả quý vị khán giả, con sẽ trưởng thành hơn, sẽ phát triển hơn trong sự nghiệp của mình. Chúc con trai thi thật tốt. Mẹ ơi! Vâng, rất mong quý vị khán giả sẽ luôn ủng hộ cho tất cả các chàng trai ạ. Dạ. Ủng hộ cho chương trình và ủng hộ cho Captain bé nhỏ của mẹ Hà. Vâng, xin trân trọng cảm ơn. Ôi, quá tuyệt vời cô ơi. Cảm động đúng không? Em chung kết nữa chứ. Thương quá trời à. Xin cảm ơn Captain Mama đã phát biểu rất là hay luôn. Rất là xúc động luôn. Tại vì chị mới 21 tuổi, Captain đã tỏa sáng được như vậy là do sự giáo dục cũng như sự gần gũi và sự luôn luôn động viên tinh thần từ gia đình của mình. Và đó là một trong những điều hết sức cần thiết. Cho nên chúng ta cổ vũ và chúc mừng cho Captain và Mama đã có một tình cảm rất là tuyệt vời. Hai mẹ con như những người bạn luôn luôn ủng hộ nhau, sát cánh với nhau trong mọi chặng đường. Hôm nay với cổ vũ của mẹ như vậy thì chắc chắn phải thi thật tốt nha. Yes sir! Captain! Mình rất là mong muốn thành công trước khi bước sang độ tuổi đẹp nhất của con người, đó chính là 25. Và khi mà đến với Anh Trai C2 thì mình tin là mình sẽ rút ngắn được cái khoảng cách thành công đó. Hai. Em đến với chương trình với một phong thái, đó chính là làm hết hơi, chơi hết nấc, sống là phải chất, nhưng mà được giải nhất thì càng vui ạ. Năm 2024 tham gia chương trình Anh Trai C2, Captain đã hứa với mẹ là con sẽ thành công hơn nữa. Thật ra Captain cũng không biết là Captain sẽ có thành công hơn hay không. Đối với Captain thì Anh Trai C2 là một game show thực sự rất là lớn, mà mình lại là một cậu nhóc 2K3 bước vào đây. Captain cũng không biết là mình nên phải nói chuyện thế nào với mọi người, nên là dù mọi người nói gì Captain cũng vâng. Đó là lý do tại sao ban đầu thì Captain khá là rụt rè. Khi mà mình làm việc với mọi người cũng là lúc mà mình bung tỏa năng lượng của mình ra. Xin giới thiệu anh trai Captain. Captain được trải nghiệm rất nhiều, có những người anh rất là tin tưởng mình này. Ồ, mình được tiếp thêm động lực, cảm thấy rất là hạnh phúc, và Captain càng hừng hực khí thế để có thể làm ra những bản nhạc tốt nhất. Đây là đêm chung kết rồi. Vòng này Captain sẽ rap về chính mình.
rap về những trải nghiệm, về những cái cột mốc, về những góc nhìn của Captain Boy. Đây là một bài hát mà mình đặt khá nhiều tâm huyết vào nó. Captain đã lựa chọn thể loại đó chính là cinematic kết hợp với cả là house. Và Captain muốn khi Captain bật lại Anh Trai C2, Captain thấy được là Hoàng Đức Duy đã lớn lên như thế nào, Hoàng Đức Duy đã trưởng thành hơn thế nào sau chương trình Anh Trai C2. Yeah. Và vòng này mọi người sẽ được thấy một Captain Boy chiến. Underdog. Và chúc cho quý vị có một bữa tối thật là ngon. Bài nhạc hôm nay anh viết trong 20 phút nhưng top trending không ai để đón. 7 vòng vừa rồi cũng đủ để Captain là yêu tôi cần của nhóm. Bước vào show, anh không đến đây để tranh ngay. Thứ anh mong là trong một trang này có được thêm những sự thoải mái. Tất cả những gì anh trải qua diễn ra nhanh ngoài. Đây là thứ anh muốn khi hết trong có được số điện thoại 30 anh trai. Anh luôn tôn trọng bản thân, tôn trọng sứ mệnh khi mà xưa nay đảm nhận. Chẳng muốn phải làm căng, lo mà làm ăn. Vẫn anh theo xã hội nhưng sống theo bản năng. Kiếm cái đầu lạnh ở như tảng băng. Rớt cho vài lần để rơi tóc trong ngàn cân. Nên chẳng lo gặp thử thách vì thử thách đến với anh. Những người bản thân, yeah và kết. Thì vẫn là Captain Boy, chỉ là hoàn thiện hơn mà thôi. Lỡ được như thế này, phải chịu nhiều chân đòn rồi. Để biết mình bé nhỏ, bằng một đạt cát. Nhưng nếu đủ lớn thì cát sẽ có ngày hóa thành à kim tự thang. Okay, it's alright. Anh không đợi anh không đợi thành minh. Còn làm việc của mình và giờ hành trình. Tan ca đi karaoke với. Hello. Anh xinh. Mỗi khi lên show là phải thật tự tin. Họ tưởng nói khi biết tới anh là wow, wow, wow. Đặc biệt trên anh tin. Nhà đầu tư ai cũng đều đi tìm anh. Cả không ăn muối thì họ gọi là cá gần những muối biển đâu đủ ăn. Và con cá đã thành tinh. Với con cá đã thành tinh, 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 tinh. Và tài khoản của anh. Mùi khét nghi ngút ở đầu đây. Hay do show của anh nó bị cháy. Thiêu đốt cả một đêm chung kết mà 50% còn chưa dùng đầy. Cái giam anh tin hít ở đây. Làm nhau và bàn bạc cả ngày. Chẳng muốn chìm trong giấc ngủ say. Chỉ muốn nói lời cảm ơn vì đã cho con được thế. Rằng Captain vẫn là Captain Boy. Chỉ là hoàn thiện hơn mà thôi. Lỡ được như thế này. Phải chịu nhiều trận đòn roi. Để biết mình bé nhỏ bằng một đạt cát. Nhưng nếu đủ lớn thì cát sẽ có ngày hóa thành à kim tự tháp. Yeah. Và Captain vẫn là Captain Boy. Chỉ là hoàn thiện hơn mà thôi. Lỡ được như thế này. Phải chịu nhiều trận đòn roi. Để biết mình bé nhỏ bằng một đạt cát. Come on!
em ơi. Give it up for Captain Boy. Thank you dancers. Cảm ơn vũ đạo Phương Nhảy. Yeah, và đó là Captain. Đúng là tuổi trẻ tài cao. 21 tuổi thí sinh nhỏ tuổi nhất của anh trai C2. Đây có phải là hình mẫu của một ngôi sao toàn năng không? Đẹp trai, trẻ, sáng tác, nhảy, hát, rap. Trời ơi, thiếu cái gì nữa đâu? Thiếu em hả? Quỷ Hà. Anh muốn biết cái cảm xúc của em sau khi thể hiện cái bài solo lần đầu tiên của bản thân mình. Cảm nhận đầu tiên của em đấy là sự biết ơn. Em rất là biết ơn đến đầu tiên là mẹ em. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ cho Captain Boy trong buổi tối ngày hôm nay. Và em xin phép được cảm ơn chương trình Anh Trai C2. Em xin phép được cảm ơn các anh chị trong ekip, các anh chị camera, các anh chị đạo diễn, giám đốc sản xuất Justity và các anh producer. Và em xin phép được cảm ơn anh Asina. Cảm ơn em. Bạn này sẽ còn con đường phía trước thênh thang rộng mở. Xa lắm để đi em trai à. Hôm nay bài của bạn được tên là Kim Tự Tháp. Và như các bạn đã thấy là cái kết và bạn đứng ở trên đó. Và rõ ràng có được ngày hôm nay cũng phải vượt qua bao nhiêu trận đòn. Và như các bạn đã thấy là cái kết và bạn đứng ở trên đó. Và có bao giờ em nghĩ đến ngày đó không? Có những lúc em cảm thấy rất là buồn. Bởi vì là em dành rất là nhiều thời gian cho nghệ thuật. Và gần như có thể nói là em sống chết với nghệ thuật luôn ạ. Và dần dần khi mà em tách xa những người bạn của em đi, về sau đấy em lại có một khoảng cách với họ mà khi em gặp lại có một thắc mắc là không biết là mình thay đổi hay là họ thay đổi. Đó, tất cả chúng ta cùng xuất phát cùng một thời điểm. Chúng ta học trường cấp 3, chúng ta tốt nghiệp rồi chúng ta đến đại học. Nhưng mà sau cái ngưỡng cửa đại học thì vận tốc của mỗi người là khác nhau. Đến một ngày nào đó chúng ta vẫn sẽ di chuyển về phía trước và chúng ta sẽ gặp gỡ những người bạn mới ở cái hành trình tiếp theo. Và mỗi một hành trình sẽ có những người bạn cùng với vận tốc của mình và mình sẽ tiếp tục làm quen với họ, cũng như cách mà em đã gặp gỡ những anh trai Say Hi của chúng ta ngày hôm nay. Chúc em thành công. Em muốn gửi lời cảm ơn đến chị Lan Nhi ạ. Tại vì là ở tiết mục vừa rồi các tuần tập trong vòng 2 tiếng, vừa tập vừa biên đạo, và em thật sự rất là nể chị Lan Nhi khi mà chị đã dốc hết tâm hết sức như thế. Chị không ngủ mấy ngày và chị cứ thức đêm như thế. Và em nói với chị là chị ơi chị phải đi ngủ sớm đi, nhưng mà chị nói là chị đi ngủ sớm thì ai lo cho bài của mày. Lan Nhi là một trong những biên đạo cũng gọi là sống chết với chương trình năm nay nha quý vị. Lan Nhi lên sân khấu đi em. Mọi người có thể shout out chị Lan Nhi được không ạ? Hôm nay phát biểu một câu đi. Đồng hành với anh trai C2, tới giờ phút này em nhận được điều gì? Chắc là em nhận được rất là nhiều thứ luôn á. Mình cảm giác là thí sinh đi thi giống như là em đang đi thi vậy đó. Trong tất cả cái bài mà em nhận á, em lo mỗi bài cáp thôi. Tại vì nhà có rất là trễ, xong rồi đúng là tụi em tập là 1 giờ sáng, tụi em tập tới 3 giờ sáng. Đúng là 2 tiếng, xong sáng hôm sau 8 giờ sáng tụi em chỉ có ôm 1 tiếng và chạy sân luôn. Ý là nó là cuối cùng trong tất cả các bài mà em nhận được này luôn. Em cảm giác rất là thương. Nhưng là giỏi lắm bé ơi. Ai cũng giỏi hết đúng không? Ai cũng có trách nhiệm và sự chân thành với những người còn lại. Xin cho Lan Nhi và ca Captain một tràng vỗ tay. Cảm ơn sự cống hiến của em dành cho anh trai C2. Cảm ơn em nhiều. Thank you. Em muốn gửi một lời cảm ơn nữa đến anh Dũng Đế cả. Nói chung là bạn này với là Justity là cũng là những người không ngủ nữa rồi. Tới ngày hôm nay là cùng thức trắng đêm. Em có muốn chia sẻ gì không em trai? Em xin chào anh Trấn Thành, chào ekip và tất cả mọi người ạ. Vòng chung kết này em cũng bảo với Cap là chắc chắn là em phải ngầu cho anh. Thì hôm nay em đã làm được rồi. Love you bro. Cảm ơn em và em cũng rất ngầu. Yeah. Tự nhiên làm tôi suy nghĩ nhá. Captain năm nay 21 tuổi đứng trên một sân khấu ở một chương trình hot của Việt Nam hiện nay. 21 tuổi, nhớ lại xem chúng ta đang làm gì. Các bạn đừng lãng phí thanh xuân của mình nha. Thanh xuân qua rất nhanh cho nên là cố gắng làm thật nhanh để nhiều năm sau mình cũng quay lại mình hỏi câu 21 tuổi mình làm gì. Yeah, 21 tuổi, Captain, đứng đây, anh trai, say hi.
Bình chọn cho Captain thì bấm số 13. 13 cho Captain thưa quý vị, và Captain Boy. Và em muốn gửi một lời cảm ơn nữa đến đất Việt VAC ạ. À, mọi người shout out cho đất Việt VAC được không ạ? Hãy bình chọn cho số 13 nhé. VIP dẫn đầu xu thế thẻ.